Thấy robot cử động ở sau lưng, cậu bé mặt cắt không ra giọt máu, khiến ai xem cũng vừa thương vừa buồn cười. Theo đó, cậu bé rất đam mê với siêu nhân và robot. Vừa hay có sự kiện triển lãm mô hình Megatron, nên ông bố đã dẫn con mình đi xem, thỏa mãn cái niềm yêu thích mà lâu nay chỉ được nhìn thấy ở trên màn ảnh TV. Tưởng cậu bé sẽ sung sướng 10 phân vẹn 10. Thế nhưng khi đến nơi thì mặt cắt không ra giọt máu khi đối diện với siêu mô hình này. Theo đó, cậu bé được bố cõng ở trên vai. Ban đầu thì tỏ ra khá thích thú, cần dùng cả tay để vẫy robot tiến lại phía mình. Tuy nhiên, khi con robot di chuyển sát đến nơi và đưa khuôn mặt lại để tương tác, thì cậu bé bỗng tắt ngang nụ cười, sợ đến đỏ cả mặt, tay chân giãy đanh đạch chỉ muốn giải thoát ra khỏi vòng vây. Phản ứng dữ dội của cậu bé sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười. Nhiều người cho rằng cảm giác ấy rất khó diễn tả, khi rất sợ nhưng không thể trốn chạy. Chắc hẳn cậu bé đã được phèn tận đến già khi nhắc đến hai từ robot. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại: tôi người lớn còn sợ, huống hồ gì là thằng nhỏ, nhìn nó cử động còn phát ra âm thanh, nghe mà rén ngang. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thằng bé kiểu này vì nhà hết muốn xem phim siêu nhân, còn ông bố thì bị nó cạch mặt 3 ngày 3 đêm vì trên bảo dưới không nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.